Nếu như chứng táo bón là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong thời gian bầu bí, thì tiêu chảy cũng khiến chị em lo lắng chẳng kém. Bởi những sơ suất trong khâu dưỡng bệnh, nhất là ăn uống thiếu khoa học, sẽ khiến tình trạng này thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng cả mẹ lẫn con. Vậy mẹ bầu bị đau bụng tiêu chảy nên ăn gì cho nhanh khỏi, mau lại sức? Mẹ bầu cần áp dụng ngay chế độ BIRAT để nhanh chóng khỏi bệnh. BIRAT là chế độ ăn bao gồm 4 loại thực phẩm: chuối, cơm, táo, bánh mì nướng. BIRAT phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt chỉ áp dụng khi mà triệu chứng tiêu chảy đã dần thuyên giảm nhằm giúp cơ thể phục hồi. Thời gian thực hiện chế độ BIRAT nên là 1 đến 2 ngày. Tránh kéo dài sẽ khiến cơ thể mẹ không nhận đủ chất dinh dưỡng. 1. Chuối. Mẹ bầu bị đau bụng tiêu chảy nên ăn gì thì câu trả lời sẽ là chuối, bởi vốn dĩ đây là loại trái cây lành tính, dễ tìm mua và rất giàu dinh dưỡng, tốt cho người bị tiêu chảy. Cụ thể, hai thành phần chất xơ hòa tan trong chuối bao gồm pectin và inulin có vai trò lần lượt là làm tăng sinh khối phân, cầm tiêu chảy và giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột. Chưa kể, chuối còn cung cấp nhiều kali sẽ bù lại lượng điện giải bị thất thoát do đi tiêu nhiều lần. Tin tốt là chuối rất dễ tiêu hóa nên mẹ bầu có thể dùng từ 2 đến 3 quả mỗi ngày cho đến khi hệ tiêu hóa bình ổn trở lại. 2. Táo. Ngoài chuối thì táo cũng là loại trái cây được khuyến khích cho mẹ bầu khi bị tiêu chảy. Sở dĩ như thế là vì táo cũng chứa nhiều pectin, khi vào cơ thể, chất này sẽ phân hủy tạo nên lớp bảo vệ, ngăn ngừa các chất gây kích thích ruột. Quá trình này cũng tạo ra các prebiotic, từ đó cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột, ức chế hoạt động của vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. 3. Cơm trắng. Ai mà ngờ món ăn quá đỗi quen thuộc này lại có mặt trong danh mục bà bầu bị tiêu chảy nên ăn gì. Lý do là bởi thành phần chính của gạo là carbohydrate đơn, chỉ chứa 1 hoặc 2 loại đường fructose hoặc galactose nên được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn so với khi ăn thực phẩm giàu protein và chất béo. Hơn nữa, cơm trắng cũng có ít chất xơ nên nhờ vậy mà hệ tiêu hóa của mẹ không phải làm việc quá nhiều. Mặt khác, tinh bột trong gạo sẽ phần nào hút bớt nước làm kết cấu phân trở nên đặc hơn, hạn chế tình trạng đi ngoài phân lỏng. 4. Bánh mì trắng hoặc bánh quy. Nếu không rõ bà bầu đau bụng đi ngoài nên ăn gì thì hãy dùng bánh mì trắng bạn nhé. Cũng giống như cơm, tinh bột trong bánh mì trắng sẽ hút nước trong lòng ruột, từ đó làm chậm quá trình tiêu hóa. Việc tiêu hóa những thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế như vậy cũng trở nên dễ dàng hơn. Trường hợp nhà không có sẵn bánh mì trắng, mẹ vẫn có thể thay bằng bánh quy được. Lượng muối vừa phải trong bánh quy có tác dụng làm chậm quá trình mất nước và lấy lại sự cân bằng điện giải cho cơ thể. Người bệnh có thể bắt đầu bằng việc sử dụng 4 thực phẩm vừa nêu rồi, dần kết hợp với các loại trái cây, rau quả mềm đã nấu chín. Song song với đó, bạn nên uống nhiều nước và tránh những thực phẩm gây hại như đồ ngọt, sữa, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. BIRAT sẽ không được áp dụng nếu bà bầu bị tiêu chảy cấp tính hoặc có biểu hiện như sốt, đi ngoài, phân có máu. Mong rằng những chia sẻ về việc mẹ bầu bị tiêu chảy nên ăn gì vừa rồi đã giúp bạn có thêm kiến thức để chăm sóc tốt cho bản thân trong thai kỳ.